Bữa nay là họp rồi đúng không? Ừ. Bữa nay là hai mẹ con là họp gu, họp rồi. Giống như hai chị em rồi đúng không? Đặt đồ. Đưa nhau đặt đồ đó. Đặt đồ quá trời đặt luôn, giống như hai mẹ con đặt không? Ừ. Này bằng tuổi nhìn như hai chị em ra đường giờ người ta gọi là chị em chứ đâu người ta gọi là mẹ con nữa. Chị em đó. Cái mặt nó đẹp gái hơn. Mặt là... Nhìn đẹp gái hơn hả? Căn bản nó còn nhỏ thì dĩ nhiên nó phải ấy hơn chứ. Mẹ giờ 40 tuổi rồi mà đâu phải ít đâu. Nhưng mà nhìn vẫn đang tưởng là mới có hai mấy tuổi à? Mới hai mấy tuổi. Mới 16 tuổi à? Cái cây con mắt mấy ngày nay nó cây con mắt hoài, nó xuống con mắt hai cây bên. Cây con mắt hoài à? Tự ra nước mắt sống á. Nó cứ ra chảy nước mắt ngủ ra. Ngủ có được không? Ngủ có được không? Ngủ được. Ngủ được. Ngủ được hả? Ngủ. Từ hôm về đến giờ là ngủ được đúng không? Dạ. Yeah. Đừng có thức khuya. Cây con mắt đó. Mấy cái hay mình xem điện thoại nhiều quá mình khô. Giờ tập mấy chút rồi. Là mẹ con đó hả? À. Trời đời đi chiếc kem. Chưa thấy Ngọc mắc cúp bao giờ luôn á. Rồi đi mua cây mắc cúp tí. Với cây kẻ mắt. Cây son. Lên là giống hoa hồ lại ngay gì. Bữa nay hẹn chú Tấn hẹn lát chưa chiều ra duỗi tóc. Chú Tấn kẹt khách rồi. Dạ. Lấy đi ngang mà thấy đang ấy mà đang làm khách mà. Bữa nay nó chút xíu nó rảnh ra là duỗi tóc. Chiều chiều á. Nhộm lại nhộm cái màu nâu lạnh lên dầu duỗi ra cho nó thẳng luôn. Rồi nhuốm ra để da lắm đó, nó lạnh với cái lai của mẹ. Để chuẩn bị ăn Tết đúng không? Làm rồi. Mấy bữa là có hàm răng mới rồi. Vậy là giờ là làm dính luôn vào trong á. Thôi bây giờ mình đi mua mua thịt đi. Làm sứ dính luôn. Ủa còn làm mí mắt nữa. Làm mí nữa hả? Xong môi rồi. Chết phải ra đường là nhiều anh chết. cô xong trong ngày cô mình nói xong hai về mấy chú YouTube xuống là hết nhận ra hai mẹ con. Là hết nhận ra luôn đấy. Thì nào cũng làm cái mày kìa chân mày đó. Thì nhà nó còn nhỏ thì nó điệu thì không nói rồi. Nó điệu là chuyện bình thường. Không nhưng mà tính ra Ngọc bây giờ cũng ngồi gần với Tina thì tính cũng đâu có ấy có trên lịch ngồi kế bên mẹ kìa. Này là hai chị em. Đúng không? Hai chị em Ngọc Nghĩa. Ngọc với Tina chứ. Tina bây giờ mọi người ở khách với gì khán giả khen quá trời. À, dễ thương. Đó, đây là gỗ đồ càng lớn, trang điểm của mẹ con. Càng lớn càng dễ thương, càng giống mẹ. Đúng không? Mặt nó mặt xương. Nói chung là đẹp là do thừa hưởng từ mẹ đó. Đúng không? Có bao giờ cái đẹp của mẹ là con lấy hết. Chở ngoài đường người ta nói hai chị em không? Chiều cái chạy chở đi mua xôi. Đi mua gì nữa mẹ? Đi mua trà sữa, con mua trà sữa mẹ mua đâu. Thì là hai mẹ con chiều nào là cứ cặp bên nhau vậy hả? Trời ơi sướng ha. Giờ khoái. Ba món luôn trời. Ngọc là Ngọc ấy thôi chứ lúc trước là do Ngọc kiểu là buồn hay là không có nói chuyện hay là sốc tâm lý tí thôi chứ đâu phải bệnh đâu. Chứ nói không phải bệnh, không phải bệnh. Chẳng qua là mình vào trong đó là chẳng qua mình muốn ăn dưỡng cho nó mập lên thôi. Đúng không Ngọc? Chịu khó ha. Giờ sang năm đi làm là em thích máy em chưa tiếng lắm không? Mấy chú nó bao nhiêu tiền đâu. Mai này chú mới mua quay lên rồi bầm bữa rồi nè. Có thấy luôn á hả? Chú quay lên cho nó tát chưa bên nào không biết mà tôi lướt Facebook tôi thấy rồi. Thấy mà không like cái nào. Lướt Zalo gì đó. Buồn thật đấy chứ. Thấy mà không like. Phải like cái để biết được Ngọc Nghĩa coi chứ đúng không? Ý là hôm nay biết là xuống thăm Ngọc cho nên phải mua cái máy mà xin chút quay cho nó nét. Để cho mọi người nhìn cho nó rõ. Thôi bây giờ mình đi mua vịt đi. Vịt ăn chứ trưa cũng đói lắm rồi. Bây giờ sẽ cùng đi xe chú đi. Mình đi cũng xa xa mà đúng không? Đi ba người mà. Ông Nguyễn thì tôi đình ông Nguyễn nè. Bà ngoại với con đi đi. Thôi đi với Ngọc đi. Đâu mà. Ngại gì không biết. Bây giờ cùng Ngọc và Tina đi mua vịt quay về ăn. Cái món vịt quay là cái món tủ của cô ca sĩ. Vậy là cái kiến theo. Đeo mắt á. Đeo kiến mà giống Việt Kiều luôn á. Trời ơi, chóng thật mà. Bữa hôm đó đeo kiến trời. Ngày giờ đâu anh nhận ra nữa đâu. Đeo lên hôm qua đi. Đeo mắt. Bệnh viện đó là đeo kiến chị đó. Đeo vậy luôn á hả? Ôi vào bệnh viện người ta tưởng là Việt Kiều về thăm bệnh viện. Có cái nón nào không? Đội nón vô. Có cái nón nè. Thôi đợi đi dốc đang nè.
Không ơi, che lên cho phải nắng thôi, đi một đoạn là nắng. Đây 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 đại đây. Như vậy luôn hả? Dạ không mặc áo. Dưỡng với cái mặt trắng không cái thân nữa. Giờ mình sẽ cùng Ngọc đi, đi mua không? Đồ ăn. Ra chợ mua đồ ăn rồi. Phải về ăn cơm. Là mình mua vịt quay ở đâu Ngọc? Chỗ đường ông Nguyễn chỗ lần trước mình mua hả? Tina bữa nay nhìn giống ốm đi á Tina. Con hả? Ừ. Con mặt lên cái lưng nó cù cù rồi đi cái lưng thấy bữa nay nhìn ốm đi á. Trời con lúc không 40 kg giờ con 42 kg á. Không nhưng bữa nay hay là cao lên người ốm đi á. Chuyện hai. Mẹ ăn nhiều hơn, mẹ tối ăn đêm nữa con ăn 4 cử. Ăn ngày mấy cử? Mẹ ăn nhiều lắm 4 không cử gì lận. Đâu? Thứ năm mở cửa cho mẹ đi. Cửa sau á. Ô nhiều đồ quá. Rồi ok. Xem cái quạt đấy nó có quay không? Có mát không? Mát đúng không? Để cho lên xe cái. Mỗi bên một con luôn ăn cho nó. Con 360. Bên một con luôn. Chọn đúng quán này mới dám mới ăn đấy ạ. Dạ. Quán khác là không ăn đó. Đúng không? Dạ, khách lâu năm. Chặt luôn chứ nhỉ? Quay ra kìa. Ăn nửa cái, ăn nửa con nha, một mình ăn nửa con nha. Là ngày xưa là hay ăn ở tiệm này đúng không? Xưa đi. Có cái nghề này không chưa? Đi về người tới con đời con luôn. Cố mà không học cái nghề việc quay tiêu về đây bán cũng được á. Nhưng mà việc quay tiêu về như thế này là không có không nghề ăn hả? Đó là mỗi vùng là mà người ta ăn một kiểu khác nhau đúng không? Trời ơi. Sao con giờ đi mua đồ ăn về đang ghé nhà Hồng Ngọc để ăn các bạn. Rồi sau khi ăn xong thì ta kêu Hồng Ngọc hát tặng cho quý vị con nghe tủ của Hồng Ngọc nha. Dạ. Rất đẹp các bạn. Hát bánh nữa không? Dạ. Dạ. Bà con thấy Ngọc là mừng lắm. Nhiều người gặp cũng mừng phết nhỉ? Dạ. Bà con sớm. Chắc là ngày xưa cũng không phá làm phá xóm mấy cho nên bắt đầu là ở người ta ở sớm cũng thương lắm. À. Hồi bé ở sớm ai cũng thương nghe. Vậy là hồi nhỏ là không có phá làm phá xóm á? Ai cũng thương nghe. Với lễ phép nói chung là cô bác ai cũng thương nhỉ? Nhưng mà từ lúc đi ra đi hát ít có về xóm. Người ta ta mong về đó, hỏi thăm này kia nọ. Bởi mỗi lần về thì người ta mừng. Ok. Ok, ok. Ăn no đi để lấy sức tí ra hát tặng cho bà con nghe chứ. Đây nhà thơm này nè. Nhà có nhiều chơi nhiều đi. Nhà có nhiều chơi nhiều đi, đúng rồi. Thấy mấy cái chén. Trải chiếu ra ngoài này nữa. Khỏi cần chiếu. Ngồi dưới đất luôn cho nó mát. Đá uống nữa đá lại. Ngọc bỏ này ra đi. Bữa nay là nhìn Ngọc giống ngày xưa nhỉ? Quay lại giống lại ngày xưa đó. Giống ngày xưa à? À giống ngày xưa đó. Là sao? Giống cái thời mà đang còn đi hát. Đúng không Tina? Cái này lấy cái tô đựng mẹ ơi.
Biết Ngọc cái món khoai khẩu là vịt. Ơ bà Hán ơi. Tự nhiên nhắc cho người ta nhớ. Ta đang mẹ ơi ngon lành. À tự nhiên đấy. Để nghe lấy cái giò ra đây nào con lấy cái xem đây này. Lấy cái tô đâu. Ra tới ngoài đường luôn nè, ngoài nắng giờ mình để như thế nào bây giờ? Lấy bớt ra chứ. Hay mình gấp ra đĩa để mình ăn hay là mình để cả vậy? Không, mình để mình gấp nửa bên ra đi hả? Ừ. Vậy cũng được, mình cho ra cái đĩa cho nó nhìn nhấn lịch sự. Mà thôi để vậy đi cũng được. Mà để vậy mình sao lại. Lòng dưa leo đi hả? Dưa leo để bánh mì. Ừ, đúng rồi. Nghe đâu Ngọc nấu ăn giỏi lắm mà chưa có được ăn Ngọc nấu bữa nào nữa. Ăn vậy nè. Rồi ha. Ăn trứng kho. Trứng kho rau muống luộc hả? Rau luộc, trứng kho rau luộc, trứng nấu kho cơm. Thôi à. Trứng kho, mẹ làm. Thịt kho vịt. Trứng kho đây. Sao lại múc? À múc gì? Múc để chứ cũng. Ô sao màu xanh dữ vậy nè, cái chai đó cái taxi. Cái này là Mirinda. Đó là Mirinda đó. Được. Uống được. Ủa sao cái nước có lỏng mỏng hả? Nước nó không có sạch sạch ha. Đúng rồi, nó phải đúng rồi, nó phải đặc chứ đúng không? Đúng. Lần trước mình mua là nó có đặc không ta? Đặc đúng không? Ngoại ơi, ngoại ngồi ở đây rồi ngoại. Nó có nấm. Thôi cứ ăn thử cái mà Ngọc cái con viện có cầm cái này lấy cái đồ để mà đựng cái này nè. Để đưa cái dĩa đó, nó không để vô. Dĩa màu xanh nè. Để dĩa màu xanh lên, để xuống bọc gác nè. Đúng rồi, để giống ăn nhà hàng bánh mì. Ừ, là bánh mì. Lại uống thuốc nữa hả? Uống thuốc á. Nhất chú. Ngoài rửa giùm hai trái dây leo bên ngoài sơ cái. Trời, mấy cầm đó. Hồng Ngọc gấp đi, Hồng Ngọc gấp đi. Gấp một nửa để ra đây mình ăn bây giờ, còn một nửa mình để đến chiều mình ăn. Tính để trong đây mình gấp đi không sao đâu. Nên gấp mình ra ngoài rồi để không sao đâu. Ý là mình gấp ra tí là mình bươi mất công rồi mất. Còn cái leo. Anh năm gọt. Ủa sao anh năm gọt kỳ quá à. Gọt gì đúng rồi. Gọt vỏ ra. Thấy được anh cả vỏ lên cho ngon. Đây cái dĩa này. Anh năm rồi lúc anh năm gọt anh năm chừa một ít vỏ. Dạ rồi. Là ăn bằng cái chén này luôn rồi ngoại. Vậy hả? Dạ. Chấm vào đây luôn. Bánh cơm nè. Dạ. Cơm nóng khỏi rồi cơm. Thấy ngon không? Quá ngon. Năm gọt sơ xài quá à. Sơ xài đâu? Vậy là được rồi. Vậy được rồi, mình cầm mình chấm. Ăn cơm cho nó. Này, hồi đó nửa đêm tôi đi ca với ông bạn, ông xuất khẩu gạo về Mỹ á. À. Thế là cái chị kia chỉ bay trực thăng qua luôn. Rồi Hồng Ngọc có mặt rồi, bữa nay tôi bóc nó nguyên một ngày từ sáng tới tối luôn, tới ngày mai luôn. Thế là bóc cái nhà hàng năm nhỏ một cái phòng. Giờ đó cỡ 10 giờ bắt đầu bóc cái phòng. Tại vì chị mới vừa đáp sân bay á. À. Rồi sân bay rồi xuống rồi chạy giống như là bắt đáp sân bay trễ đó, rồi chạy về tới đây là gần 10 giờ. Thế là bóc cái phòng chơi gần sáng luôn. Gần sáng anh em mới lái chiếc xe chạy về trên cái đường Hòn Đất này nè. Về tới nhà ông anh nó mỏng xỉn dữ lắm rồi. Đi vô bắt con gà bằng nấu cháo, người nào người nấy mắt nhắm mắt mở rồi từ sọc cà rụi cà sọc cà rụi gì mà nhưng mà vui đúng không? À, vui. Rồi làm ấy làm đi nào lấy con dao giùm mẹ kéo giùm mẹ cắt ớt rồi để vô đây nè ai ăn hả? Giờ ra là vừa đó. À. Ai uống bia đi mua bia, có ai uống bia đi mua bia kìa. Thôi con chạy người ta hỏi là chiếc su gút không á? Thôi mình uống nước ngọt đi cho nó lành mạnh. Xe con chạy những cái đầu dầm hết giùm tôi đi chú dầm hết luôn hả? Hay là dầm hết hay là mình đi lấy cái kéo mình cắt ra. Thôi được rồi, để mình dầm. Cay lắm á. Cay lắm á. Dầm đi, ai lấy ai ăn ớt rồi bỏ vô. Rồi mẹ con ăn cơm lần nữa chứ. Ghê vậy? Vậy là ăn cay dữ vậy? Anh Long Nghĩa mà ăn cay dữ. Dạ mà chú. Ngoài đây có rồi, ngoài con dầm vậy cho nó cay. Ừ, ngoài ngồi đi, em kéo ở đây. Rồi dầm xong rồi. Còn ai nữa không? Vũ dữ vậy. Còn gia đình ở trên kia nè. À đây, chú này. Mua 20 ổ luôn. 20 ổ, tính mua 40 ổ nhưng mà thấy nhiều quá. 40 ổ. Mừng Hồng Ngọc ra viện. Mừng Hồi Ngô với Hồng Ngọc. Hồi Ngô. Cuộc Hồi Ngô bất ngờ. Hồi sáng chú Tiến mẹ đang nằm, chú Tiến vô quay mà hết hồn hết chứ. Hết hồn chưa? Đang nằm ở bóng mình tính dọa nhưng mà sợ.
sợ xỉu. Tính dọa mà sợ xỉu quá, không dám dọa nữa. Không, mẹ con hết hồn, giờ mẹ con liệu. Có bị liệu hả? Ăn đi chú. Rồi mình đây cái này lại, mình ăn cái kia thôi. Cho nó phải ỉu mấy cả chiều mình ăn, mình đụng vô cho nó khỏi bị hư. Ngồi đi bà. Đúng rồi, cái nước nó phải sột sột ra mới ngon. Sao nó ngon hả? Nước gỗng rèo. Mỗi gì chỗ nào vậy? Nước sao quốc ký. Mẹ mua cái gì? Mẹ mua ở đâu mẹ mà? Mời cả nhà ăn cùng với Hồng Ngọc nha. Mời cả nhà ăn cơm trưa. Mời cả nhà ăn cơm trưa. Ngọc, Ngọc mời cả nhà đây. Mời cả nhà cùng ăn vịt quay với mọi người nha. Nhiều khi mời vậy thôi chứ lần sau mà ăn được. Hay gặp nhau đâu. Có gặp nhau đâu. Không, mà tính là cũng ngon đấy chứ. Cái nước có, nó mặc dù nó lỏng nhưng mà nó có vị. Đúng không? Nó có vị. Ừ. Cái nước này có vẻ đậm đà hơn, đậm đà này. Ngon lắm. Có hay nhiều mặn nhiều hơn. Có găng đâu, ngay. Ăn mặn thì nước nhiều lắm. Ăn cơm lên kìa. Nhúng nhúng cho nó mềm mềm cái bánh nha, xong nhai. Có mềm mềm bánh rồi nhai. Như vậy là hôm sau làm răng là phải làm lại rồi. Hôm sau làm răng có răng xứ nó dính luôn. Có nghĩa là làm hôm sau làm răng mình làm lại một bữa giống vậy. Vậy hả? Ừ. Xuống đây hả? Ừ, chứ bây giờ không lẽ là... Tết có xuống không? Tết hả? Ừ. Chưa biết hả? Bắt lên chảnh năm quẩy. Hình xui. Bắt ca sĩ lên chảnh hát. Mời chắc, chứ. Chắc phải bút xô quá. Mời ca sĩ Hồng Ngọc. Ê, văng quá. Qua Tết gắn sao đi lên chinh chú chơi chị. Khỏe rồi, qua Tết là khỏe rồi. Đem theo thuốc theo uống. Rồi khỏe theo lên đấy chơi. Chơi cho biết nhà chú. Nhà chú nhỏ xíu à? Hôm nay tôi định quẩn quẩn, tôi có tiền tôi đi Tây Ninh chơi. Tây Ninh làm gì? Đi lên cái ông bức tượng, ông không. Đi lặn người ta mới xây xong á. Để chuyến nào đi xong là đi, ví dụ cả nhà đi một lần. Mình đi chung như nào? Đi chung một đoàn á. Quay đây hả? Đi cùng luôn. Thịt nhắn ăn đi, để thịt nó tầm dòm dòm á. Thịt gấp thịt chú ơi. À, có để, có để. Thì gấp, tôi gấp ra đũa ra rồi, tôi cho chú ăn, ai ăn đó. Trời văng quá. Cái bánh mì thì nha, cái gan tháo lớp mì gan nhái là đau dưới này nữa, nó nữa có gan kia là nó làm dính nguyên hàm rồi không? Nhưng mà nó vẫn bọc lại cho mình nhé, đúng không? Dạ. Nó bọc sơ lại chứ không đâu chịu nổi, để gì luôn, để vậy luôn hả? Cũng chết luôn. Để vậy sao chịu nổi trời. Có nghĩa là khi người ta mài xong người ta phải có một cái gì mà người ta bọc lại, bọc tạm lại, để gì luôn, cái này nó để gì luôn, hết thuốc ê quá chỉ à, chám với ăn xong với mẹ mắc một vài găng ở đây, một vài găng ở đây chứ còn vẫn còn găng thiệt vài cây thôi. Mà giờ nó làm sứ dính liền hết trơn luôn. Tôi nói mấy người mà mài hết hai hàm chồng sứ đó, ê là đau đó, ông Đức ông làm hai cái hàm gần xong á. Ông nằm ở nhà ông gên không? Bình luôn á. Gên luôn, ăn cháo ông nói. Bàn tương con á. Nó chống luôn. Dễ là bình luôn này là để đấy. Ê, ê, chặt rồi, chặt rồi. Tí nhà mình cũng đông anh em hết nhỉ? Đông. Giờ còn bốn chị em, bốn anh em à, bốn chị em à. Bốn chị em, Ngọc là út đúng không? Nghĩa là út đúng không? Đông, đó, út đó thì ổng đó, nhỏ đó. À, út kia hả? Út của em bé đó. Út là nhỏ. À, là thứ năm hả? Thằng thứ tư thì em đi chợp có vợ là mình không quá bệnh. Là ngày thứ ba rồi. Đặt đi anh Lẩu về đẻ đấy hả? Anh Lẩu sao đẻ được hay vậy? Gà đấy là, cái đó là lên ăn lẩu gà nhưng mà Ngọc không đi. Là có cả nguyên gia đình đi thôi. À. Thì có hôm mà gặp Ngọc á, lên gia đình lên gặp Ngọc ở trên Chi Tôn á. À. Rủ Ngọc đi ăn mà Ngọc không đi á. Bắp ơi, bắp ơi. Cái nói chuyện là nó kiếm đó. Bắp ơi, bắp ơi. Mẹ đây. Có con tiểu rồi, có rồi. Tính như cũng nhanh nhà mới hôm nào nhỉ? Gặp Ngọc đến nay được mấy tháng rồi ta? Từ hồi mà gặp Ngọc bây giờ được mấy tháng? 4 tháng chưa ta? 3 4 tháng nhỉ? 4 tháng. Cái đợt mà mình cái đợt mà mình tháng 9 năm tháng. Tháng 9 về tháng 1 rồi. Tháng 9.
tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1 mấy cái 4 tháng à? 4 tháng. 4 tháng mà lên như thế 1 tháng sau mình mới lên mới về nhà. Lên xong 1 tháng sau mình mới về nhà. Về nhà 2 tháng mới giờ tháng là 3 tháng, 4 tháng đúng rồi. Có nghĩa là vô bệnh viện xong là 2 tháng mấy rồi, 2 tháng mấy ở bệnh viện rồi về đây gần tháng rồi, về đây 2 mấy ngày. Rồi 4 tháng đúng rồi. 4 tháng đúng rồi. Cỡ đó. Mình nhớ là bữa mình đi kiếm luôn từ buổi sáng tới chiều 5 giờ đi hỏi 5 lắm. À ngồi vật ngồi vờ dưới chi tôn á. Má nằm la liệt cho mới nằm la liệt hết trơn luôn. Không ăn uống gì hết trơn, nằm la liệt đi kiếm. Có hôm mà Ngọc đi vào cái rừng nào Ngọc ngồi hát xong mà ngồi ném cái loa nhớ không? Và trong cái bờ hồ nào mới nằm á. Đi lấy tiền gì ở đâu á rồi. Không, nói là đi vào chỗ nào nằm nghỉ trong cái đám cây á. À xong rồi ném cái loa đi á. Thôi những cái đó quay đi bỏ qua đi đừng có nhớ tới. Quăng cái lo nhỏ mất tiêu rồi hả? Đó. Cho hôm đấy cả nhà lên trên đấy đón Ngọc xong bắt đầu là đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Ngọc vào cái đám cây xong mà ngồi nghe nhạc lắm. Chùa đấy cái chùa Ngọc nói. Chùa nước hay chùa gì á? Đường non nước hay núi nước gì không biết. Đừng lá chút đó, chỗ đó chỗ cái suối nước xuống không à, rồi núi nước. Rồi cái hang chùa, cái hang sợ người. Mình vô đấy mình tìm luôn à, vào hai ba cái chùa đi tìm. Gần trong đó nữa. Vô gần xuống đi vô trong đó kia hang nữa, rồi nhìn năm có đi đường đó rồi vô chung vô cái hang luôn, lúc đó đi chơi đông lắm. Chơi gầm không nghe thôi. Đi chung vô rồi có giờ nó làm con du lịch luôn đó, ông dầm ra cái miếng biển đó. Rồi rồi rồi. Nhưng mà nó cho hút cái thay đường nhỏ xíu đúng rồi. Cái đường nó nhỏ xíu quay không có chỗ xe. Rồi có đó người ta làm hang rồi giống như mấy cái biển luôn á. Nó tiền Nguyễn là người gặp Ngọc đầu tiên đúng không? Nguyễn gặp đầu tiên xong là qua ngày hôm sau là mấy bữa sau là mình xuống là mình mới gặp Ngọc. Rồi đáng đáng à, đáng kim cương gì đó. Nguyễn đưa lên đó đáng kim cương. Bởi vì em kim cương đi ra ngoài đó. Dạ, vô trong trong tiệm bán luôn rồi đi hai mẹ con luôn, đã không mua đó. Mới đi nè. Dạ. Ừ, mới đem đi nè. Đi đâu? Đi bữa kìa, mẹ đi bán đó, tao không mua. Có mẹ không? Có. Có đi với nó đâu. Có. Mẹ đó nó bán đi 150 triệu tao. Ôi. Đi vàng bán, tao không mua. Mấy cái đó nha. Mấy cái đó nhiều khi người ta mua về người ta làm mà mấy cái hột trên cái viên nhẫn, cái nhẫn này đúng không? Bán cũng được đó. Tại đấy gọi là cẩm thạch hay cái gì á? Đá quý, đá quý. Chúng nên nếu mà chúng nó cái thạch thạch hiếm hiếm là mắc tiền quá, đá đó. Đúng rồi. Hiếm hiếm mà còn mắc hơn kim cương nữa. Nhưng mà cái 100 mấy triệu, 200 triệu. Nhưng mà cái đó lấy ở đâu về? Hả? Đó lấy đâu về? Núi. Có đi vòng vòng lên núi chơi không lượm hả? À. Đi lên núi. Núi là cho. Đâu mình lượm á. Mấy cái đó thường ở trong hang đó. Trong hang đó chứ có. Kim cương đó. Cương cương. Mà nghĩ sao mà Ngọc lên đấy ở một năm trời thì lấy được hay thật chứ? Anh mới nằm võng thôi. Ngọc, sao mà lên như đấy mà ở trên đấy cả năm trời được hay vậy? Ở chứ bây giờ mình ở đó mình công chuyện mình ở đó mình. Mà trong khi đó là nằm võng nha. Chống mùng, chiều tối. À biết là nó mát nhưng mà muối mồng rồi bắt đầu. Không muối chỉ cần. Đấy không ăn thì sao mà ốm vậy? Có ăn nhưng mà ăn ít đó. Cái đợt đấy là đau bao tử luôn rồi đó. Nhưng mà sáng ăn chút xíu rồi, đi chiều mới ăn chút xíu, có một bữa ăn cơm nhưng mà không ăn. Ừ. Nó cái đợt mà gặp Ngọc là Ngọc bị bao tử luôn á. Nước chắc mà còn không? Chắc tương á, cũng còn. Đúng không? Cái đợt đấy là thứ nhất là ốm này, cái thứ hai nữa là cứ bị bệnh và bao tử á. Khỏe không? Ừ. Cái bữa nay thấy khỏe hẳn đây nè. Mừng. Quá mừng luôn. Chuyện chiều chờ đòi về không lắp nằm viện rồi về không à. Đều về mới ấy á. Cứ đòi về không luôn. Được có giá gì nào mẹ nào mà không được về. Đó. Vô. Đợt đấy không có tâm là chắc cũng không đi đâu. Đúng rồi. Mấy ăn nữa tôi về ơn tôi nghe nó cứ đòi về. Tôi về tôi đi xe taxi tôi cũng đi xe 1 tiếng rồi. Tôi ghét không qua. Ghét 1 tiếng rồi em không. Không nhưng mà lúc đấy nhìn cũng thương thật.
nhưng mà vào lúc đấy thì giờ mới được như vậy giờ lắm nhỉ. Ông chú ông khóc luôn. À. Ông chú đó là ông chú cười hai lần rồi đó. À. Không biết có để ý gì không? Không biết nói được. hay là bác sĩ đó, bác sĩ đẹp trai đó. Hay là lại ấy rồi, có bác sĩ trong đó rồi. Bữa nay mà thấy xiêng, bữa nay thấy xiêng vào bệnh viện là biết rồi nha. Đi thấy khám thì bác kiếm có bác sĩ nào nhận ra Hồng Ngọc không trời? Không nhận, đã hỏi mẹ của thằng Diễn. Hỏi trời ơi, Ngọc hả? Nó phải. Trời sao nhìn nó ra vậy, nó mập mà nó bự con mà nó trắng quá vậy. Mà lại đẹp ra đúng không? Mẹ anh Diễn hỏi. Đi vô cầm Diễn cũng vô lấy thuốc nữa. Cầm cái mâm đi vô chích thuốc rồi khóc là nhìn lên trên nhìn ý nói là mới lớp đợt đầu hay đợt sau này? Người ta vậy mà bây giờ để thân hình ta gì nữa. Khóc. Cái đợt đầu á hả? Đầu ông vô đó. Cái đợt mình vô hả? À. Đợt đó mình không dám vô. Ông vô ông chích thuốc khóc. Chú Tiến không dám vô, đứng ngoài luôn. Vô nhìn thì không cầm lòng á. Không dám vô. Tự nhiên vừa vô đến cửa ông Tiến, sao ông đưa tôi vô đây? Trời ơi, nghe mà nó náo hết cả lòng. Không dám vô. Thật ra cái đợt đấy là nhiều người khóc lắm á, chứ không phải là chú Hiền là khóc luôn á. Chú Nguyên cũng khóc luôn á. Nhưng mà không ai dám vô. Con là con hôn. Đúng rồi, nhưng mà do là mọi người thương Ngọc cho nên là mấy muốn Ngọc vào đấy đi tầm bổ thôi. Chứ không phải là chứ không thương đâu ai người ta làm vậy đúng không? Hôm qua mẹ lướt Facebook cái người ta cái gì bắt cóc con nít bỏ lên xe hôm nay. Cái mẹ nó mua mày đi đàng hoàng đi thôi mà người ta dụ mày lên xe tao bắt cóc mày đi. Giống như đợt giờ đợt ông Tiến đó, ông dụ tôi đi ăn. Cái này giờ nó đi bắt cóc người ta chứ sao người ta bắt cóc nó rồi. Không phải ghi chú Tiến mà những người khác thôi, ý mình cảnh báo đó. Người ta rủ đi lên xe hơi đồ, người ta chở đi chơi cà phê rồi đi đi thôi, người sợ đi. Không quen biết đâu ai dám đi. Nó dặn con nó vậy. Quen người biết. Nói chung là dặn là không có thừa, đúng không? Mình dặn cho biết trước vậy đó, mình ấy ấy. Ghê, bên con lấy giùm mẹ có thuốc của mẹ coi. Ở dưới luôn cả. Hút thuốc hả? Ở dưới á.